chuyên cơ 20 triệu USD có bề rộng của Tom Cruise. Máy bay phản lực Gulfstream 4G4 của Tom Cruise trị giá 20 triệu USD được tích hợp bể sục và phòng chiếu phim riêng, có thể chở 19 người. Theo Business Insider, Tom Cruise đam mê bay lượn trên bầu trời nên đã chi vài chục triệu USD để làm phong phú bộ sưu tập phi cơ. Tài tử sở hữu những máy bay đẳng cấp như P-51 Mustang cổ từ thời Thế chiến II, Honda Jet, Bombardier Challenger 300. Trong số đó, máy bay phản lực Gulfstream 4G4 được anh dùng cho công việc kinh doanh và cá nhân. Chiếc máy bay được nhận xét đẳng cấp nhất khi tích hợp bể sục và phòng chiếu phim riêng, có thể chở 19 người. Máy bay có thể di chuyển ở độ cao 13.700m so với mức nước biển. Các tiện nghi đẳng cấp trên máy bay tạo cho Tom và hành khách cảm thấy như ở nhà, ngay cả khi họ đang ở độ cao vài nghìn mét, Chelsea viết. Để sở hữu chiếc Gulfstream 4G4, tài tử Hollywood chấp nhận bỏ ra 20 triệu USD. Các tay săn ảnh từng chụp được khoảnh khắc Cruise đáp máy bay xuống sân golf chỉ để đến điểm ăn chưa gần đó. Forbes cho biết Cruise lấy bằng lái vào năm 1994. Đối với Cruise, bằng lái đã trở thành công cụ hữu ích trong sự nghiệp diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Wired, Cruise cho biết anh là phi công thương mại và có thể lái cả máy bay thương mại lẫn trực thăng. Giờ đây, khi nói đến máy bay, không chỉ là câu chuyện tốc độ, với Cruise, đó là cả gia tài xa xỉ đáng mơ ước. Ngoài việc chi số tiền lớn để sở hữu máy bay, anh còn tốn thêm nhiều tiền trang trí, chỉnh sửa nó theo sở thích riêng. Phim Top Gun, Maverick có nhiều cảnh Cruise tự lái máy bay mà không cần nhờ đến công nghệ KGI. Đối với những phần phim tới, Cruise cũng tự muốn thực hiện cảnh quay mạo hiểm. Anh nói, ước mơ của tôi luôn là làm phim và lái máy bay. Jerry Bruckheimer, nhà sản xuất của Top Gun, cho biết, dàn diễn viên trong phim đã tham gia chương trình bay do chính Cruise phát triển và hướng dẫn. Họ đã lên máy bay thật để trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay chiến đấu.